Rửa chúng mày, mày luộc cho nhá. Chờ tí nha. Chơi vui không?
lại đây chơi với em à? Để đây mẹ nhá. Cho nó xuống nào. Ôi. Để cho bạn thỏ đi chơi con. Abi ơi, trứng này. Ngồi đây nào, mày bóc cho nào. Abi nào. Mẹ bóc cho Abi. Bóc ở đây à? Từ từ con. Đây của con đây, này mẹ bóc cho này. Ui, Abi giỏi chưa này? Nãy Abi ngồi đây, Abi cầm Abi ăn này. Abi cầm ăn nhé. Con cầm ấy. Nào, con ăn nào. Ngon không con? Giỏi thế nhỉ. Ui. Con miếng to thế. Nào. Ôi mẹ thương. Con chạy vào con lấy cho mẹ cái giấy này đây mẹ lau cho. Ừ. Nào. Mẹ lau mẹ ra đi nhé. Con ngồi lên nào. Ờ, ngồi đây nhá. À không sao, không sao. Đúng rồi con nhá. Ngon không? Đây cho con quả này. Ngon không bông? Có ạ. Ui. Ui Abi ơi. Abi lên quả trứng thì bao giờ ấy? À, Abi muốn bóc rồi hả? Để mình dạy con nhá. Đây, mình dạy con. Mình dạy con này, bóc này. Một người mẹ đang quay dạy. Thì nha, mình dạy con nhá. À, đấy. À, lột vỏ nào. Mình phải lột vỏ ra nhá con nhá. À, lột vỏ ra nào. Đấy, đúng rồi. À, con muốn tự làm hả? Đấy, con làm đi. Đây, lột vỏ ra, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nào, con cầm lên nào. Nào, nào, cầm lại. Đúng rồi, lột vỏ ra, đúng rồi, đúng rồi. Wow, bị siêu thế. Đúng rồi. Nào, cầm nào, cầm nào. Cầm này, cầm lấy vỏ này, cầm vỏ lôi ra. Con cầm lấy ạ, đúng rồi, cầm lấy. Cầm lấy như này luôn ra nhá. Đúng rồi.
Abi siêu đấy nhỉ. Nào con cầm đây nào. Oh, đúng rồi. Abi giỏi quá. Nào, mẹ thử những con quả trứng này nhá. Abi cầm lên nào. Đây thì mẹ cho Abi một quả, Abi tự bóc nhá. Nào. Abi bóc đi. Nào, Abi bóc nào. Nào, cầm lên tự bóc nào. Úi. Nào. Đây. Mình đâu nè. Của con này. Nè. Cầm lên nào. Nào con tự bóc này. Giỏi này. Abi siêu nhờ. Bóc vỏ ra đấy chứ. Đây mình phải lột vỏ ra nào. Mẹ dạy Abi nhá. Abi tay này cầm này, cầm quả này, tay này bóc quả nào. Nắm vào đây. Không phải số hổ đâu, mẹ cũng cười Abi đâu. Mình phải học mình mới biết làm chứ nhỉ. Abi nào. Abi ơi. Quay ra đây với mẹ nè. Ơi mẹ thương, mẹ thương. Đó đi. Abi cầm lên nè. Nào, Abi bóc ra nào. Abi bóc ra. Abi giỏi quá nè. Abi bóc được quả trứng này này. Đây, đúng rồi, Abi giỏi lắm. Abi siêu chưa này, Abi bóc được ngay một quả này. Con cầm đây nào. Abi giỏi đấy nha. Ôi, Abi đã biết bóc quả trứng rồi nha. Abi giỏi quá. Yêu nha. Chị Bông ơi, nhìn em đi, em Abi giỏi chưa này. Em bóc được này. Chưa thấy nhỉ? Nè, nhìn thấy chưa? Yêu quá. Thơm em ạ. À. Bé em đi. Để mình dọn vỏ nhé. Này.